Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đó cũng là hành trình, trạng thái mà mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức trong niềm đợi chờ, niềm hy vọng để chờ đến Chúa Kitô xuống lần trong ngày quang lâm. Vì thế lời Chúa hôm nay cũng muốn mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đợi Chúa Kitô trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện theo ý người xin. Tạ ơn kỷ niệm 24 năm hồng ân hôn phối, xin cầu cho bình an, cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn thai nhi, cầu nguyện cho linh hồn Vicente trong ngày lễ dỗ, linh hồn Jose Maria, linh hồn Joachim, linh hồn Joan Bautista. Giờ đây chúng ta cùng sám hối để lời nguyện xin của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận. Chúng ta xin Chúa thứ tha lỗi lầm chúng ta. Tôi tu nhận và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các kiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa tòa năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn tuổi muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Thật vậy, vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô
còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ trở thành người công chính. Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con lễ toàn thiêu và lễ xa tội. Chúa không đòi, con liền thưa, này con xin đến. Lạy Chúa, này con xin đến lễ lạy Chúa. Trong sách có lời chép về con rằng con thích làm theo thánh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Lạy Thiên Chúa của con. Lạy Chúa, này con xin đến lễ thờ thi Chúa. Đức công chính của Ngài con loan truyền giữa lòng đại hội. Lạy Chúa, Ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh. Lạy Chúa, này con xin đến lễ thờ thi Chúa. Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ luôn nói rằng Đức Chúa vĩ đại thay. Lạy Chúa, này con xin đến lễ thờ thi Chúa. Alleluia, Chúa Phán, lời Cha là chân lý. Xin hãy thanh hoa chung trong sự tận. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Zachary Hayes là dòng Francisco đã nói trong cái quyển Thần học hy vọng của Ngài, nói thế này: những người Kitô hữu là những người hy vọng. Mà đúng thật như vậy, hành trình của người Kitô hữu luôn luôn mang trong mình một niềm hy vọng. Vì thế, chờ đợi trong một niềm hy vọng hôm nay, Thánh Luca ghi lại cho chúng ta thấy Đức Giêsu mời gọi và các môn đệ của Ngài: các con hãy tỉnh thức và thắt lưng cho gọn và sẵn sàng để chờ đón Chủ về nhà. Chờ đợi thật sự nói về sự niềm hy vọng và chờ đợi. Tất cả mọi người chúng ta đều mang trong mình một niềm hy vọng. Hy vọng chờ đợi một cái gì đó mang niềm hạnh phúc, hay là chờ đợi thành công trong công việc. Nhưng một niềm khao khát hơn, lớn lao hơn trong con người của chúng ta không chỉ giới hạn ở trong thành công ngoài xã hội hoặc là về vấn đề vật chất. Một niềm khao khát lớn lao hơn nữa là được mong đợi kết hiệp với chính Đức Giêsu Kitô. Vì thế, cả một đời hành trình đời sống đức tin của chúng ta muốn mỗi ngày được gắn kết với Chúa Giêsu hơn. Thì trong một hành trình như vậy thì chắc chắn nhiều cái thách đố ở trong đời sống của ta hàng ngày, cũng như chúng ta đang đi trong một con đường đầy mù mịt, tức là trong bóng tối thử thách. Vì thế, chờ đợi không chỉ là một sự thụ động, mà là luôn luôn trong sự luôn luôn hoạt động và tỉnh thức, và chúng ta luôn luôn sẵn sàng. Chỉ có tinh thần trạng thái sẵn sàng luôn luôn mang trong mình một niềm hy vọng chờ đợi người chủ của mình. Người chủ đó là ai? Thưa, chính là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, Chúa tiếp tục mời gọi các môn đệ của Ngài sau khi Ngài đưa vào dụ ngôn nói về sự quan phòng và tin thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Sau khi dụ ngôn nói về hình ảnh ngay chim sẻ còn quý hơn, thế mà ngay sợi tóc ở trên đầu các con đều được đếm cả rồi, nói lên sự quan phòng của Thiên Chúa, tình yêu thương của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi của chúng ta. Vì thế, cái lời tuyên xưng căn bản nhất trong đời sống đức tin của Công giáo chúng ta: đức tin, đức cậy và đức mến. Vì thế, nói lên niềm tin cậy vào tình yêu của Thiên Chúa bằng chính tâm hồn đầy khát khao và lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô. Hôm nay, đoàn tin mừng Luca tiếp tục Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng. Và sẵn sàng, chúng ta thứ nhất để coi lại cái ngọn đèn của chúng ta hay còn nhiên liệu, hay là chúng ta chỉ tỉnh thức cầm cái đèn không như vậy mà không còn nhiên liệu. Ý có thể chúng ta lấy hình ảnh đó để nói lên diễn tả đời sống đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta hay còn mạnh dạn tiếp tục, hay là nguội lạnh? Vì thế,
chúng ta hãy kiểm tra xem cái nhiên liệu để ngọn đèn đức tin của chúng ta luôn luôn mang trên tay được thắp sáng, cùng với trạng thái tỉnh thức để chờ đợi chính Chúa Giêsu Kitô. Con kể một câu chuyện này. Câu chuyện này là ngay cái đời sống của con. Có lần con qua bên Philippines đó một thời gian ngắn rồi. Con đi ra mua cái đèn bàn để mà làm việc. Con lạ thấy họ bán cái thân đèn đó là bán riêng, còn cái bóng đèn lại bán riêng. Mà cái thân đèn lại rẻ hơn bóng đèn. Và muốn mua được cái đèn như vậy phải qua mua cái bóng đèn mới sử dụng được. Thế con mới nghiệm ra, vậy điều này rất là, nếu mình đưa vào cái đời sống, cái hình ảnh này đưa vào đời sống đức tin của chúng ta, nếu mà có cái đèn không thì mình chẳng làm việc được, vô tác dụng. Cần phải có cái bóng đèn để mà đốt nóng rồi mới sáng được, mới làm việc được. Đời sống đức tin của chúng ta không vậy. Chúng ta đôi khi chúng ta chỉ có đạo mà hành đạo. Bởi vì đức tin cần phải thắp sáng, làm chứng tỏ ra, làm chứng tá cho chính đời sống của chúng ta hàng ngày. Đức tin ấy để thắp lên, để nuôi sống hàng ngày, để chúng ta tiếp tục kết hiệp với chính Đức Giêsu Kitô, luôn luôn đốt sáng mãi, cầm trên tay để chờ đón Chúa. Bài tin mừng hôm nay muốn mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện chính là vũ khí để bảo vệ những thách đố trong thời đại hôm nay, có thể làm cho đời sống đức tin của chúng ta bị vấp ngã trong những thế giới đầy quyến rũ, cám dỗ, những bóng đêm tội lỗi. Lời sống cầu nguyện rất là cần thiết để tiếp tục xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta. Ước chi lời Chúa hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện, xin đặc biệt đang sống trong tháng Mân Côi, chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria là đứng mẫu gương đời sống cầu nguyện và chiêm niệm. Mẹ chính là môn đệ trọn vẹn đón nhận ngôi lời của Thiên Chúa và tin thác chính Thiên Chúa đã, thánh ý Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ. Noi gương mẹ Maria, chúng ta cùng dâng lên Chúa, kết hiệp với mẹ Maria để luôn luôn bảo vệ đời sống đức tin của chúng ta, để chiếu sáng những niềm hy vọng đến với đời sống gia đình, bạn bè và những người đang còn sống trong thất vọng rất nhiều ngày thế giới ngày hôm nay. Chỉ có lời cầu nguyện và tin mừng Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng mang đến cho mọi người. Amen.
em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thánh tay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vâng là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc tận là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể với phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con đại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhân và
Từ Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, hai Đức Cha Phụ Tai Giuse Luis chúng con và toàn thể hàng giáo xê. Chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện theo ý người xin. Đặc biệt xin Chúa nhớ đến tôi tới Chúa là các linh hồn Phaolô và các linh hồn thai nhi, linh hồn Vicente, Giuse, Maria, Joachim, Gioan Bautista và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính xin cộng đoàn một phút để nghe thông báo. Thông báo thứ Bảy ngày 28 tháng 10 2017 sẽ là kết thúc tháng 10 tháng Mân Côi Kinh Đức Mẹ. Giáo xứ có diễn nguyện năm sự mừng do Hội các bà mẹ Công giáo giáo xứ phụ trách vào lúc 19:30 và chầu thánh thể. Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự. Vì thế chúng ta thấy một cái hồng ân mà đặc biệt năm nay đó là 100 năm kỷ niệm Đức Mẹ Fatima. Chúng ta cùng dâng tất cả cũng cầu nguyện và kết hiệp với Mẹ Maria. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.